À, kính thưa quý vị, nguyễn xuân nam xin trân trọng kính chào quý vị và người cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay với nguyễn xuân nam là nhà báo mai loan nguyễn tuấn từ houston chưa hết xin chào anh tuấn anh tuấn xin uh, kính chào anh nguyễn xuân nam toàn thể quý khán thính giả của hệ thống truyền hình việt nam kali today uh, và quý khán thính giả ở vùng sao duy um, lời đầu tiên chúng uh, tôi mai loan nguyễn anh tuấn từ uh, houston texas uh, xin uh, vui mừng trở lại chương trình này và lời đầu tiên muốn hỏi thăm tình hình bên đó nóng mức đến mừng như thế nào rồi có bị cúp điện hay không thưa anh Nam thưa quý vị là tôi vừa chọc quên Mai Long anh Tuấn trước đây tôi nếu nói đến thành phố mà Houston đó, chỗ Mai Long Nguyễn Tuấn đang ở đó là thành phố quen thuộc rất là quen thuộc với Nam năm từng một thời mà cứ khoảng là thứ sáu thì bay đến đó tối thứ sáu tối Nhật Bay từ Houston trở về lại. Năm mở đến đó bạn bè rất đông, nhà hàng, quê nhà ăn, uh, những công việc đầu tư là việc nó rất là đông. Và thậm chí lúc đó tôi còn đang tính ra một tờ báo từ Houston nữa. Sau khi ra một tờ báo tại San Jose, ra tờ báo từ Sacramento, lúc báo chí còn nổi. Rồi lên làm một đài phát thanh tại Seattle, tại dọc Thái Bình Dương nè. Và mình đang trên đường mà đông tiếng á đã, đã, chạy về Houston thì một trong những trước ngày tôi ra tờ báo ở Houston đó, đã là thời tiết nóng tôi hay trêu chọc anh em á ở cái xứ gì mà nóng dữ dằn thì như thế này tôi nói với Trương Si Đương nhà báo của Thế Giới Mới lúc đó là gì ông tại sao ông ra ông ở cái vùng mà nóng như như thế này nhỉ là mỗi lần mà Trương Sư Đương mà lo làm việc hay lo ngủ đó thì tôi ngồi một mình buồn tôi cứ ra nhà tao ta sâu nhà hút thuốc mà từ cái nhà của trương sinh lương mà bước ra phía sau sân sâu á thì giống như trời trời đổ lửa xuống đó, trời ơi trong nóng như vậy thì sau đó tôi hay thường lái xe sang biển của Houston để chơi tôi hay trêu chọc về Houston là sao trời phạt với ông sẽ ở vùng đất nóng vậy và bây giờ thưa quý vị tôi có thể thưa Mai Long Yên Tốt hôm nay tôi nói lại thứ nhất tôi cáo lỗi bạn tôi được anh Trương Sinh Lương trời phạt chúng tôi và trời thương người Houston, thương Texas. Tại, tại vì so với cái nóng mà chúng tôi đang chịu đựng mấy ngày hôm nay tại California thì cái nóng Houston thấp hơn. Chúng tôi nói với người anh Tuấn đầu chương trình là nóng ở San Jose ở tại Sacramento bữa qua lên 115 độ và bữa qua thư vị gần như khá rộng khá đông các ngôi nhà trong thành phố Đều bị cúp điện. quý vị nghĩ trời nóng không có điện mà không có điện á thì không nấu ăn được, không có điện á thì không có tủ lạnh được có đá, không có điện á thì pha cà phê cũng được, mà không có điện thì không có máy lạnh, mà không có điện thì không có quạt. Với cái nhiệt độ cực cao như vậy và nằm ngủ trong điều kiện như vậy thì quý vị nghĩ người dân sau đây có bị có bị nướng không thưa quý vị thật sự chúng tôi đã bị nướng và ngày hôm nay cũng bị nướng và đỡ hơn chút xíu và có thể ngày mai lại bị nướng tiếp chúng ta không biết chừng đã kéo được 7 ngày như vậy thưa quý vị cái thành phố được xem là thời tiết lý tưởng nhất của Hoa Kỳ California khí hậu rất là dễ thương trong cái đợt cái lần cái là heat wave đợt, lần nóng hiện nay cái đợt nóng hiện nay heat wave thì tất cả chúng ta đều phải chịu đựng. Thì nghe cái tin như vậy thì anh thấy nhiệt độ ở dưới này thấy trong trăm bị mấy đội cái sợ không anh? Dạ vâng, trước hết là xin chia sẻ cái sự mà gọi là khổ sở của anh Nam cũng như là toàn thể quý um, cư dân mà ở cái vùng đó um, khi mà chúng ta trải qua những cái cái tình trạng như vậy thì uh, phải nói rằng là uh, rất là khổ sở tuy nhiên um, mình gọi là nắng mưa là chuyện của trời cho nên chúng ta cũng không có biết uh, cách gì nói hơn nói khác hơn um, tuy nhiên chúng ta ở đâu thì chúng ta quen đó uh, như chúng tôi nói là ở sát ở bên uh, tiểu bang uh, California là tiểu bang uh, Arizona ở thành phố Phoenix là cái nơi đông người uh, Việt cũng ở đó đó thì uh, nắng nó cũng như là đổ lửa như là, là sa mạc vậy thành ra uh, suốt cái mùa hè đó nó nóng nhiều hơn uh, California tương đối là nó dễ chịu hơn Uh, nói chung uh, trên quanh năm suốt tháng nhưng mà thỉnh thoảng có những cái đợt hit uh, wave như vậy đó thì là coi như chúng ta cũng đành phải chịu và do đó chúng ta ý thức được cái lời của các chuyên gia họ nói là cái hệ quả tai hại của cái vấn đề gọi là climate change cho nó là khí hậu thay đổi đó nó là một cái chuyện có thật cho nên đến giờ này tất cả những người nào vì những cái quan điểm khác biệt về vấn đề uh, chính kiến uh, cứ tìm cách chối bỏ nói rằng là uh, cứ lao toán lên uh, về cái chuyện climate change uh, là, uh, chuyện này là chuyện không có thật vân vân thì quý vị uh, phải ý thức đây là những cái hệ quả của vấn đề mà những lớp mà cơn mà heat đó nóng thì nóng kinh khiếp nóng sớm hơn bình thường nóng kéo dài hơn mà lúc lạnh thì cũng lạnh băng giá như là kinh hồn hơn một lần nữa xin trở lại với anh Nam ạ. À? Và nếu chúng ta đi xuống tiếp một xíu là biên giới của California, của vùng Nam California với Nevada, với Las Vegas. Nếu đi một con đường từ Nam California đến Las Vegas, anh qua cái, cái vùng sa mạc tử thần. Anh biết nóng bao nhiêu không? Nếu anh nhìn, ta nói trên đời mà, khi mình muốn biết mình đau khổ thì mình tham giàu hơn mình thì mình thấy mình nghèo quá mình mình đau khổ phải không mình thấy mình sao với ông trẻ mình thấy mình già quá mình khổ chứ đừng có so như vậy đừng có so cái chỗ mình nó, nó mát hơn mình mình ta so với Nam California trên đường về về Las Vegas trên, trên đường từ Las Vegas mình đi qua cái cái Nevada đó thì quý vị sẽ băng qua cái thung lũng cái cái sa mạc tử thần độ nóng nó gần 130 độ thưa quý vị thì chúng ta nói ồ chà nóng như vậy nóng xăng dê mới 110 sao nóng vùng đó 130 thì nóng mới năng thua gì như vậy chúng ta tự người ta nói là đó là phép cái phép mà ông Lộ Tấn nói đó, đó là phép thắng lợi tinh thần hãy dùng cái đau khổ hơn để thấy mình đau khổ ít hơn hãy dùng cái người ít hạnh phúc hơn để thấy mình hạnh phúc hơn trên trong nói như vậy không phải đe thang mà chúng tôi hay đọc tin những cái vùng mình nóng hơn chúng tôi đó để cảm giác là mình cũng có chút ăn rồi tại xăng tuy nóng nhưng không nóng đến cái mức như những chỗ khác và cảm thấy mình nở nụ cười tự ăn ủi mình mua vé số và trúng trúng đồ ăn ủi lên <laughs> <laughs> thôi bây giờ mình trở về chút về tin tức ngày hôm nay phải không trong không biết anh nghĩ gì nhưng trong tuần qua một cái tính một cái người thảm bại đó được xem là một trong những người thảm bại và gây dày khó khăn trong tuần vừa qua, đó là bà nữ thống đốc của Alaska, bà Sarah Palin. Bà đã từng là một thời lên voi là thống đốc của Alaska và là gì nữa là ứng cử viên phó tổng thống cùng với ông John McCain. À. Anh nhớ thời đó phải không? Và bây giờ bà tụt xuống cách thê thảm, thì tôi muốn nghe anh trình bày chút xíu về tin tức cập nhật liên quan về một cái người phụ nữ lừng danh nước Mỹ đi là đà xuống dốc thưa anh. dạ vâng cái bản tin liên quan đến bà uh, Sarah Palin đó, uh, là một cái chuyện uh, nó có nhiều cái cái uh, cái biến chuyển ly kỳ cái chuyện mới nhất đó là bà kêu gọi cái người uh, cùng đảng với bà là cái ông Nick Bill là hãy rút lui ở cuộc bầu cử Ờ, tháng 11 sắp đến để cho bà có thể chiến thắng cái đối thủ là bà Mary Petula. Chúng ta đã phân tích cái việc mà bà đã bị thất cử uh, trong cái cuộc bầu cử đặc biệt để mà lựa cái người uh, điền khuyết cho cái chức vụ trong vòng vài tháng nữa cho đến khi hết uh, mãn nhiệm. À, tuy nhiên trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái đề tài đó đó à, anh Nguyễn Xuân Nam cho phép chúng tôi à, chia sẻ à, một cái bản tin thuộc loại mà gọi là breaking news à, nó cũng khá là được cả giới truyền thông hiện nay đó họ bàn luận rất là sôi nổi trong vài giờ đồng hồ vừa qua À, chúng ta cũng chỉ nhắc qua thôi là tại vì bởi cái bản chất của nó là một cái loại breaking news à, chúng ta nói một chút xíu um, đó là cái bản tin uh, nữ hoàng anh để uh, Elizabeth đệ yeah. vừa mới uh, qua đời và nếu mà quý vị mở cái, cái cơ quan truyền thông đó thì uh, quý vị thấy là đài nào cũng nói về cái việc này hết uh, cái chuyện này nó không có là gì một cái gì ngạc nhiên bởi vì uh, bà nữ hoàng này năm nay đã 96 tuổi Ngày hôm qua, ngày hôm kia thì cũng đã có một cái bản tin nói rằng là uh, các vị bác sĩ chăm sóc cho y tế đó đã giống lên cái tiếng chuông coi như là uh, báo động về cái tình hình uh, sức khỏe suy sụp. Nhưng mà không có ngờ là um, cái tin nó đã đến rất nhanh như vậy. Và bản tin ngày hôm qua thì cũng có nói rằng là tất cả con cháu của nữ hoàng đó đã uh, bay về cái lâu đài Pan uh, ở bên nước Tô Cách Lan tại vì bà nữ hoàng là đang đi coi như là nghỉ mát tại đó thay vì là ở lâu đài Windsor Castle ở bên nước Anh thì sang bên đó cho nên cái bản tin thời sự mà một hai ngày hôm trước quý vị nghe nói cái bà tân thủ tướng Lee Truss cũng đã cùng với ông Boris Johnson bay sang đó để mà trình diện với lời nữ hoàng nói rằng là bây giờ đã có một cái sự chuyển quyền giữa uh, hai vị uh, uh, thủ tướng vừa mới ra đi và tân thủ tướng cho nên cần cái sự coi như là đồng ý chúc phúc của nữ hoàng để mới nhận chức thì họ mới đi sang bên đó đó thì lúc đó người ta mới biết là bà nữ hoàng bên đó rồi qua ngày hôm sau có bản tin nói về sức khỏe là có vẻ như là suy sụp đáng ngại nhưng mà không ngờ là ngày hôm nay đó vừa mới qua đời. À, và cái điều mà quý vị chú ý đó là những bản tin tất cả các cơ quan truyền thông cánh hữu cánh tả đều tường thuật coi như là bỏ hết tất cả những cái chương trình bình thường có những chương trình kéo dài mấy tiếng đồng hồ để mà bàn luận về chuyện này à, không biết là anh nguyễn xuân nam nghĩ như thế nào riêng cá nhân chúng tôi thì không mình thuộc lại cái thành phần mà không có đặt cái giá trị cao về vấn đề mà nữ hoàng cái, cái những những cái chính quyền của các vương triều vân vân. Nhất là trường hợp của nữ hoàng Anh cũng như là một số các vị uh, vương quốc mà bên Âu châu đó thì cái thể chế uh, mà các vị vua đó thì chỉ có cái gọi là cái um, cái 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 tiếng thôi chứ không có cái thực quyền tại vì những nước đó là đã đi theo cái cái thể chế gọi là dân chủ đại nghị rồi tức là bầu một thủ tướng cầm quyền vì vua hay là nữ hoàng đó chỉ có tiếng cách làm vì mà thôi những cách mà gọi là về vấn đề danh dự mà thôi chứ không có thực quyền như là các vương quốc ở bên nước Trung Đông là họ vừa làm vua có tiếng mà vừa có cái thực quyền luôn thì trong trong cái cái góc nhìn đó đó thì chúng tôi không có có lẽ mình không phải là thần dân của nước Anh cho nên mình không có thấy gọi là cái gì mà gọi là xúc động hay là phải nghĩa là uh, phú phục rất nhiều trước những người bên um, hoàng gia. Uh, đó là chưa kể là mình coi họ cũng như là trên nguyên tắc cũng là những người bình thường thôi. Uh, thì họ cũng có hỷ nộ ái ố, họ cũng có tham sinh si, rồi con cái họ cũng có những tai tiếng vân bên. bên. Uh, ngay cả trong trường hợp mà nữ hoàng uh, gia đình của hoàng gia Anh đó thì quý vị thấy là cái người con um, trưởng đó là Thái tử cho giờ đây sẽ là, là coi như là vua của nước anh đó cũng một thời gian cũng có nhiều cái chuyện tai tiếng không có được tốt đẹp mà liên quan đến cái cuộc uh, uh, hôn nhân uh, tan vỡ với lại công nương Diana vân vân uh, nhưng mà không hiểu sao đối với giới uh, uh, truyền thông Hoa Kỳ cũng như là đối với người dân Mỹ đó họ vẫn uh, chú trọng rất nhiều về những tin tức liên quan đến uh, hoàng gia bên Anh có phải như là, riêng anh Nam thì không biết anh có nhận định gì về chuyện này thưa anh Nam tôi thì đó là bản tin mà tôi theo dõi trong mấy ngày hôm nay từ lúc bà bệnh nặng rồi có những vị bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho đến lúc mà những cái lời phát biểu của ông bà vợ bà vợ, bà, 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 bà vợ của ông joe biden và cho đến lúc bà chết thì đầu tiên cái mối quan hệ chúng ta thấy quan hệ của mỹ với anh mối quan hệ rất gắn bó trong suốt mười mấy đời tổng thống nước Mỹ thì bà này bà làm như vậy bà làm trên 70 năm làm nữ hoàng có thể nói đó là một nữ hoàng thọ nhất và lâu nhất trong lịch sử của vương quốc Anh và nó bà có quan hệ nước Mỹ rất đặc biệt khoảng bị tiếng tôi nhớ không làm thì khoảng 15 17 đời tổng thống như đó Yeah. thì vị nào của nước Mỹ cũng đến gặp bà chỉ có một vị duy nhất không với bà không được gặp thôi tuy không được gặp bà nhưng mà gặp lại em gái của bà con gái của bà do vậy công chúa gì đó thì do vậy là cái mối quan hệ như vậy đó, nó quan hệ của Mỹ và Anh lắm là quan hệ của máu và thịt của xương với, với thịt thưa quý vị gắn bó thì Mỹ làm gì anh đi theo anh làm gì mỹ im trợ đó là mối quan hệ rất là gắn bó từ trong trong huyết quản trong mối quan hệ thì cái chết và nữ hoàng anh này cũng cố thêm lần nữa bởi siêu biden và ông siêu ông sâu biden cũng như bà nancy pelosi nhưng mà lãnh tụ lớn nước mỹ đều dành cái lời thương tiếc về cả người quốc hội treo cà rủ mỹ treo cà rủ quý vị. Cái chết người lãnh tụ Anh chính là một cái người lãnh tụ nước Mỹ trong ý nghĩa nào đó. Nước Mỹ đó có tương tiếp. Cái thứ hai nữa chúng ta có thể nói đến cái triều đại của bà ta chúng ta thấy như này vì bà làm lâu quá cho nên khi nó từ cái thế tiến thứ, thứ nhất đến giờ này do vậy nó bà thấy một sự sụp đổ quốc của quốc Anh từ đó. Cái sụp đổ đầu tiên là bà là chứng nhân của sự sụp đổ từ Mỹ từ Anh là một một đồng đồng tiền bản Anh đó là đồng nghiệp số một thế giới nước Anh đứng địa vị đệ nhất thế giới và đã rớt cái chức ra khỏi nước Anh về tại nước Mỹ và đồng đô la ngự trị thế giới cũng nằm trong giai đoạn của thời triều đại bà 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 nữ hoàng Elizabeth này và cái điều đau đớn nữa là cái vương quốc Anh đó ngày xưa ta nói mặt trời lặn mặt trời mọc trên quân quốc Anh và lặng trên quân quốc Anh là đế quốc Anh đầy giấy thuộc địa khắp thế giới. Trong cái thời đại của bà thì nhiều thuộc địa của anh trên châu Phi, châu Mỹ Latin và nhiều châu Lục khác đã mất khỏi tầm tay của anh. Cái quân của Anh thu nhỏ lại và quyền lực của nữ hoàng cũng thu nhỏ lại thuộc vị. Cho nên bà là cái bản lề tại cái giai đoạn giao tiếp giữa một nước Anh số 1 trên thế giới ngày xưa trở thành một nước Anh đứng thứ năm trên thế giới bây giờ. Đó là cái, cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà người Anh rất là happy với sự lãnh đạo của người phụ nữ này. Sau trong thời đại bà ta đó thì tất cả những vị thủ tướng đó, đều phải được sự chuẩn nhận và phê chuẩn của nữ hoàng. Dù anh bạn tôi anh Mai Loan của anh Tuấn nói rằng cái phê chuẩn nó mang tính chất thủ tục nhưng mà bà Liz Truss muốn làm thủ tướng thì phải đến trình diện và được chuẩn nhận của bà nữ hoàng Elizabeth dù đó là protocol thủ tục nhưng mà đó là một truyền thống tốt đẹp và chứng tỏ một quyền lực của nữ hoàng Anh thì thưa, thưa quý vị thì ngày hôm nay bà mất nhưng mà tương lai của nữ hoàng tương lai của nước Anh còn vua chúa nó không nữa, thì nó thấy nhiều rắc rối quá từ ông con bây giờ lên ông ông vua chạc này lên đó, thì cũng đầy tai tiếng trước cái chết của cô nữa công chúa xinh đẹp dễ thương khả ái đã đa nam rồi xong bây giờ tới lấy cái bà này lên nó cũng gây nhiều tai tiếng rồi ông cũng không được người dân anh mến mến mộ thì không biết rồi cái tương lai của vua của anh sẽ như thế nào thế thế hệ cái triều đại của bà Elizabeth đó, đã thấy một bước suy sụp của vương quốc Anh sau trước đây từ tài chính từ kinh tế từ địa vị trên thế giới từ thuộc địa từ lãnh thổ vân vân thì nó đã teo nhỏ lại rất nhiều thì tới ông ông vua Charles đầy tài tiếng này lên tôi không biết tương lai nước Anh sẽ như thế nào cũng rất là băn khoăn tương quý việc nhưng mà trong cái thời điểm này thì chúng ta chúc phúc cho bà Và cái nghi lễ của bà chết đó, tôi rất thích, tôi đang chờ bộ sự kiện là xem dù truyền hình trực tiếp cái buổi lễ tang của bà bởi vì cái lễ tang của một vị vua nước Anh sẽ được cử hành theo nghi lễ truyền thống như thế nào chúng thấy cái đám cưới của cái anh mà đứa con thứ hai của ông, Thái Thái Tư Trạc bị là vua Trạc đó anh biết không thì chúng ta nhìn thấy cái đám cưới nó cả thế giới chú ý nó còn giống như một trận mà football trên toàn thế giới số lượng người coi đó, nó kinh hoàng nào xe pháo mã ngựa kéo xe đua thời trang nữ trang nó kinh khủng lắm tôi có thì cái đám cái đám tang mình nữ hoàng thì chúng ta chưa được xem trong lịch sử bà sống lâu quá nữ hoàng tới trên 70 năm rồi tại vì tôi chín mấy tuổi gần trăm tuổi rồi có gì một thế kỷ qua chúng ta chưa xem một cái đám tang của một nữ hoàng thì đây là cái chết này được xem là chúng ta có một cái cái dịp để xem cái toàn bộ cái hệ thống nghi lễ nghi thức của anh cử hành trước đám tang của một nhà vua nữ hoàng nước anh sẽ như thế nào thưa quý vị đó là cái cơ hội hiếm hoi trong đời chúng ta được xem cái điều này cho nên chúng tôi sẽ gần tới ngày đó khi có loan báo ngày giờ tăng lễ trên đài nào để được chiếu thì chúng tôi sẽ hy vọng sẽ bằng hệ thống của mình chúng tôi sẽ loan tin quý vị để cùng chúng ta cùng ở đài tv để xem một truyền hình trực tiếp về cái tang lễ này và tôi nghĩ đó là tang lễ của thế kỷ một trong những người ví dụ thêm ông và chớp á, một gây người, người gây chấn động thế giới như vậy đó đã lật đổ cái chế độ nga xô viết đúng không là chuyển đổi cái hình thái tư bản chủ nghĩa và sau chủ nghĩa biến thế giới từ đa, đa cực sang đơn cực cái vai trò của ông chớp rất trên thế giới rất kinh hoàng nhưng cái chết ông lặng lẽ ông góc trời nga ít ai để ý tới nhưng mà tôi tin là cái chết của nữ hoàng anh sẽ gây chấn động. Tuy mà không làm chấn động thay đổi công diện của thế giới như ông có ba chớp, nhưng mà cái đám tang bà tôi nghĩ sẽ rất là quy mô và to lớn. Thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị khi mà có cái tin tức về cái tang lễ để chúng ta cùng xem cái trên làn sóng nào, trên đài nào và lúc mấy giờ vân vân. Để chúng ta có thể xem gì lại là tôi cũng rất là đặc biệt chờ đợi coi từ chúng ta có 100 trăm năm có một sự kiện để coi không coi uổng lắm thưa quý vị. vâng. đồng đồng ý với anh Nam là đây là một cái sự kiện rất là hiếm thấy coi như là chưa bao giờ có một nữ hoàng mà ngồi trị vì nhất là nữ hoàng của nước Anh nữa từng là một đế quốc đầu thập niên đầu gọi là, là thế kỷ Tiếng thứ thế kỷ 20 kỷ đó đó. Rồi uh, sau đó um, trải qua bao nhiêu cái thăng trầm cái uh, nhất là cái, cái thăng trầm của cái đề nghị thế chiến cho đến đây. Uh, cho nên uh, giới truyền thông đại hoa kỳ đó gần như là họ họ họ, họ say mê họ chú ý một cách rất là đặc biệt uh, giống như anh nam nói là những cái đám đám cưới của con cháu đó là cũng bao nhiêu đài chiếu hết thậm chí những cái lễ mà gọi là uh, kỷ niệm uh, cái ngày đăng quang uh, năm thứ 25, năm rồi năm thứ 50, năm thứ 70 mươi vân vân nó cũng được uh, gọi là chiếu trên tất cả các đài lớn và cái hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth II đó là một hình ảnh một vị lãnh tụ rất là đáng kính cho nên cái việc mà người dân nước Anh cũng như người dân trên thế giới mà kính mộ mà bà đó uh, kính mến bà đó là một chuyện mình có thể hiểu được. Nhưng mà uh, nhân khi mà một người qua đời như vậy đó mình mới có dịp mình nhìn uh, lại lịch sử mình thấy có nhiều cái chi tiết cũng hơi 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 um, biết dùng chữ như thế nào hơi ngộ ngộ một chút xíu đó là uh, mình hay nói là người nào mà có số làm vua đó hay là, hay là uh, bu, uh, con của vua thì uh, sinh ra cũng là 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 vua nhưng mà thật sự ra nữ hoàng Elizabeth gì đó không phải là người có số lên làm vua làm nữ hoàng uh, nhưng mà uh, chuyện đời nó đưa đẩy không ai ngờ là ngày xưa đó là ông vua Edward để bát ông đó là vua của nước Anh ông lại đi yêu một cái cô uh, um, uh, cô này là Simpson uh, cái, cái first name bà này đó là một người mỹ mà đã ly dị uh, hai lần rồi cho nên đối với hoàng gia anh đó, thì họ không có chấp nhận được như vậy coi như là một uh, không để cho một vị vua đã lấy một cái, cái uh, một người bình thường mà đã ly dị uh, hai đời chồng nhưng mà cái ông Edward de Bát này nè, ông lại đi theo tiếng gọi của tình yêu ông này là một người rất là đáng ca ngợi trong lịch sử nhân loại ông sẵn sàng bỏ cái ngai vàng của nước anh để mà ông lấy cái người yêu đó vì như thế đó cho nên cái người em của ông Edward de Bát này đó là ông George de ngũ mới lên làm vua và khi cái ông này đã qua đời lại không có một người con trai nào để nối dõi chỉ có cô Elizabeth thôi cho nên cô con gái Elizabeth mới lên làm nữ hoàng cho nên uh, chuyện đời nó đẩy đưa như vậy rồi khi đến đời của Elizabeth đệ nhị đó thì là đẻ ra cái người con trai đầu tiên là ông Charles, cho nên theo cái truyền thống Truyền uh, thống này nó cũng hơi đặc biệt là cũng hơi mang tính chất gọi là trọng nam khinh nữ để bao nhiêu con gái không còn biết đẻ đứa con trai đầu tiên là đứa đó nối dõi cho nên lúc đó, đó là à, cách đây mấy chục năm rồi chúng ta biết uh, cho là được coi là thái tử cái người em đó là mấy cái ông um, hoàng tử khác đó là cũng được coi như là người thứ nhì thứ ba vân vân là nếu như là ông cho là lên làm vua rồi qua đời vân vân nhưng mà đồng một cái nó khi mà cho là lấy cái cô Diana và một hai năm sau đó, đẻ ra đứa con trai đầu tiên là William á thì lúc đó những người anh em của cho đó là coi như là mất cái ngôi vị rồi tụt xuống nữa tại vì cái người kế nhiệm kế tiếp nếu sau ông cho đó là cái cậu bé uh, William rồi sau đó lại đẻ thêm người thứ hai nữa đó cho nên cái vai trò đó, nó lu mờ đi rồi chúng ta dần dần qua mấy chục năm qua chúng ta thấy cái cậu bé William hoàng tử đó dần dần lớn lên rồi lấy vợ rồi đẻ ra con ra rồi lại đẻ ra đứa con trai nữa cho nên cái thằng bé đó nó nó trở thành là cái ngôi vị số 3. Cho nên chúng ta thấy lạ đó là ông cho là thái tử cho là là cái người ngồi chờ cái, cái 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 người mẹ của mình đó là là nhường chức đó, lâu nhất đến lúc mà ông lên là vua là bây giờ đó là ông đã bảy mấy tuổi rồi cho nên người ta không có tin rằng là ông sẽ thọ đến kiểu mà, mà, mà tám mấy chín mươi nữa có thể là tai nạn có thể là đau ốm vân thì nay mai cái người mà gọi là trẻ đó là William cũng sẽ là vua của nước anh mà rồi cái người trẻ này đó nếu mà chẳng may có chuyện gì đó là một cái cậu bé mà hiện thời chúng ta không biết được chỉ có người dân anh biết rồi cũng sẽ là vua nước anh cái vấn đề này đặt ra một sự mà hơi phi lý. Em không biết là anh Nam và quý khánh giả có chia sẻ không tôi không? Mình cứ theo cái quan niệm là cứ đẻ ra đứa con trai là coi như là cái dòng họ nó tiếp tục và cái đứa con trai đó nhiễm nhiên trở lên làm vua. Thành ra nó hơi có tính cách nào nó hơi phi lý phải không ạ? À? ờ mình đâu với cái người con trai đó đẻ ra nó có học hành nó có khôn ngoan không nó có cái gen tốt hay không chẳng may là nếu mà cái đứa con trai đó ra mà nó bị cái chứng bệnh mà đau syndrome hay là bị cái gì đó chẳng lẽ là mình cũng theo cái truyền thống như vậy mình công nhận cái người làm vua hay sao thì nó có phải chăng nó là một cái điều bất công phải không ạ à, thứ hai nữa là mình sinh ra lớn lên trong một cái môi trường mà mình thấy là mọi người sinh ra phải bình đẳng như nhau phải có cái trách nhiệm mà như nhau, không cần biết người đó là con vua con chúa gì cũng được, phải đi học hành, phải có trách nhiệm chứ không phải cứ mình đẻ một điều ra, mình sinh ra trong cái đó mình được lên, mình lên làm như vậy, cho nên nó có cái gì đó nó hơi hơi phi lý. Mặc dù là chúng ta tiếc thương nữ hoàng, chúng ta cũng uh, nhìn về của hoàng gia Anh với cái ánh mắt mà uh, có nhiều thiện cảm như vậy tại vì dẫu sao nó vẫn tốt hơn nhiều cái hoàng gia khác nhưng mà trong một chừng mực nào đó chúng ta nghĩ rằng tại sao người dân Anh và tại sao người dân của những nước khác trong Liên hiệp Anh ấy, chẳng hạn như là bên uh, Canada, bên Úc đại lợi và nhiều nước khác vẫn còn nghĩa là dưới cái thể chế mà gọi là coi Nữ hoàng Anh là cái người lớn nhất đó, thì tại sao họ vẫn thần phục cái đó thì mình hơi hơi thấy nó hơi lạ phải không thưa anh Nam ừ. Ừ, anh biết không trên đời này chúng ta thấy cái nghề cái người nhà, cái gì cái cái cái, cái trao, trao truyền ngôi đó theo kiểu về cha truyền con nối đó từ thời phong kiến đó, nó kéo dài với thời hiện đại với thêm cái khác cái thời kỳ mà phía gia đình của vương quốc anh là gia đình phong kiến theo truyền ngôi nhưng mà họ không có thực quyền anh cái quyền Như... họ là biểu tượng thôi dạ, vâng, đúng. cho nên họ duy trì cái đế chế họ theo cái giấc biểu tượng nhưng mà họ không còn duy trì cái đế chế trên tư cách là thực quyền. Nhưng mà anh thấy chẳng hạn như có một số nước xã hội chủ nghĩa bây giờ họ duy trì cái đế chế qua dòng tộc còn giống như là một cái thời kỳ phong kiến tuyệt đối nữa. Anh thấy như gia đình của họ Kim ở Tây Bắc ừ, Hàn. Dạ, vâng. Ừ. Rồi tới gia đình Fidel Castro ở Cuba. Rồi gia đình Việt Nam anh thấy cái gia đình Việt Nam cứ ông thủ tướng này chủ tịch kia tổng bí thư nọ thì con cái ông trước sau cũng làm lớn trước sau làm lớn bà cái đất mà để chen chân vô đó cho những người ngoài đảng mà chen chân vô đó gần như đời con zero không có nói được rất là thấp trên thực chất so chủ nghĩa là gì đạo mình thức không kiến trá hình cái nhìn từ thợ đi cha văn ông ông Dũng là ai thủ tướng Dũng rồi rồi xong là con thủ tướng Dũng bây giờ làm cái gì ừ. nếu mà chủ nghĩa cộng sản Việt Nam còn tồn tại thì đừng nói gì cháu nội cháu ngoài của, của ông Dũng đó. cũng sẽ làm lớn và cái cái cửa mà cửa, cửa vào quan làm quan của những người mà không có địa vị không có gia tộc không có những cái thế lực không? thì coi như là không có coi như là không có Trong cái đất nước này nó, nó thực sự nó mang sâu vô nghĩa nhưng mà nó mang nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đầu não phong kiến của của, 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 của truyền ngôi dưới một hình thức khác nhưng mà không tránh được gì đó anh thấy không nó, rõ ràng như vậy rồi giờ anh thấy bắc hàng tới đời thứ ba nè tới nếu không có gì được nữa thì con ông Kim Jong Un cũng sẽ làm vua tiếp đúng không Nghe sẽ làm chủ tịch nước tổng bí thư tiếp tới đời thứ tư đời thứ năm nếu còn còn sau cái giai đoạn mà các vị mà lãnh đạo đảng sang Việt Nam này sau giai đoạn họ thì con cháu coi đời con đời cháu họ tiếp tục được lên làm được con vua thì lại làm vua con xài ở chùa lại quét lá đa thì cái cái ở những đất nước như vậy không có cửa cho những người có tài, yeah, không có cửa cho người có đức mà chỉ có một cửa cho cái người mà đại có xa, yeah. có thế lực yeah. ừ. Ừ, thì cái trường hợp chúng ta nhìn thấy hay là cái cái người ta chống chủ nghĩa phong kiến nhưng mà trong cái lúc mà mà họ đến thăm nhà vị tổng bí thư mà của Việt Nam ấy, thì họ thấy trong đó là có ghế rồng, Cái chạm rồng cái ghế salon đủ thứ, đó, là mang cái đầu óc rất là vua chúa. Dạ. Yeah. Thì rõ, rõ ràng điều gì? Cái tư tưởng mà tư tưởng mà vua chúa đó, tuy nước Anh nó còn nhưng mà nó mang tới chất biểu tượng hình hình thức thôi đó không bởi mang ra chất thực tế còn những nước sâu chủ nghĩa từ bắc hàn cho đến việt nam cho đến quy ba mang đậm tính chất phong kiến. Mặc dù họ lên tiếng là diệt phong kiến, lật đổ phong kiến nhưng họ rất là phong kiến. Họ rất là phong kiến. Do vậy chúng ta thấy rằng cái chủ nghĩa phong kiến nó vẫn tồn tại ở những góc nào đó, dưới góc độ khác nhau. Chúng ta nhìn nước Anh đó, thì coi là biểu tượng dung nhìn các nước khác thì nó không còn biểu tượng nữa anh thấy rằng hàng như rồi chưa kể những cái truyền thống này cũng rất là vui mà khi phong kiến là gì là đa thê phong kiến gắn đa thê anh chỉ tôn cán bộ cộng sản việt nam không có đa thê và con ông này ông nọ trước khi mà trước sau khi chết là lộ ra hết và trở thành được trân trọng như là những thái tử của đất nước bất kể tài năng bất kể đức độ đó là một trường hợp chúng ta nói thêm chút xíu nhân cái việc nữ hoàng anh chết thì mình không phải chỉ không phải chỉ cái nước anh mới có chủ nghĩa phong kiến nhưng mà chúng ta thấy chủ nghĩa nước anh là chúng tôi xem cái nghi lễ phong kiến về một vị vua chết như thế nào thì ở việt nam tuy hãy giấu điều đó nhưng mà Thực sự họ là quốc gia phong kiến. Cho Lê Anh nha. Vâng, cảm ơn anh Nam. Bây giờ chúng ta lướt qua cái tin gọi là Breaking News về cái sự qua đời của Nữ Hoàng Anh. Bây giờ chúng ta chuyển sang những tin thời sự về Hoa Kỳ đó. Nó đang sôi nổi, nó gây chú ý. Đặc biệt là cái chuyện bà Cung, Cung đốc Sarah Palin. Uh, mới đây bà lên tiếng bà kêu cái người đối thủ trong nội bộ đảng Cộng Hòa Cái người về gì là Nick Belkitsa là hãy rút lui đi Bởi vì hiện nay đó um, là cái cuộc bầu cử uh, để mà bầu cho cái dân biểu liên bang tại Alaska uh, Nó uh, tiến đạo vào cái vòng uh, chung Và cái ngày chót để mà coi các ứng cử viên mà có quyết định nộp hay không là ngày thứ hai vừa qua và mọi người đều biết đó là bốn người về đầu là bà Petola là người của đảng uh, dân chủ, người thứ nhì là bà Sarah Pilin, Palin và người thứ ba ông Nick Begich và người một người thứ tư nữa là một cái người uh, ít có nổi tiếng. Thì cái luật lệ mới tại bên uh, tiểu bang Alaska đó họ quy định là kỳ này đó là bầu cử vòng sơ bộ đó họ không có chia ra là bên đảng dân chủ bầu riêng đảng dân chủ bên đảng cộng hòa bầu đảng ông mà là họ gọi là open primary tức là mọi ứng cử viên đều được quyền tham dự cử tri tha hồ lựa chọn và bốn cái người về đầu đó thì là coi như là sẽ được vào cái vòng trong mà không có còn là run off nữa mà họ dùng theo cái thể thức gọi là rank choice tức là họ đếm cái phiếu cái uh, và cái họ lừa cái người mà hạng chót sau cùng đó là cái số phiếu của họ bị loại ra. Thí dụ như là mình có 5 người uh, ra ứng cử cái người hạng uh, năm đó thì họ sẽ bị loại ra không tính nữa. Nhưng mà ở cái cái cái, cái số của người hạng năm đó họ lấy cái uh, quyết định của những cử tri mà bỏ cho cái nhân vật số 5 đó đó số 1 là họ người đó nhưng mà số 2 là ai, số 3 là, là ai gì vị thì họ sẽ dồn cho những ứng viên còn lại. Rồi sau đó đó thì họ mới coi coi là cái người nào là cái người số 4 thì họ cũng loại cái người đó ra, rồi họ lấy cái số phiếu mà dành cho số 2, số 3, số 4 này kia đó dồn cho những ứng viên còn lại cho đến khi cuối cùng cái người nào mà có số phiếu nhiều nhất đó, thì là người đó là người đắc cử. Cái hình thức đó nó gọi là rank choice. Uh, và um, cũng trong cái tháng 8 vừa qua cái cuộc bầu cử sơ bộ tại Alaska đó nó diễn ra bầu cử cho chức vụ dân biểu uh, liên bang nhưng mà nó có hai cái cuộc bầu cử diễn ra cùng một lúc cuộc bầu cử đặc biệt special election là để bầu cho cái um, cái người điền khuyết 3 4 tháng còn lại của cái nhiệm kỳ ông dinh biểu lâu đời tại đây ông đã qua đời sau hơn khoảng độ chừng ba mươi mấy bốn chục năm gì đó ông bất ngờ ông qua đời cho nên cần phải có người điền khuyết đó thì những nhân vật mà hàng đầu của bên alaska như chúng tôi vừa nói đó là ra tranh cử chức vụ đó rồi song song với cuộc bầu cử này thì người ta cũng phải bầu cho cái chức vụ cũng là dinh biểu liên bang alaska cho hai năm sắp tới và cái cái điều đặc biệt đó là cái hệ thống um, cái 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 hình thức mà rank choice như vậy đó nó cho thấy rằng là tuy là bà Petola là người của đảng dân chủ chỉ chiếm được ở cái vòng đầu khoảng 40% cử tri thôi và cái cử tri tại Alaska đa số là bỏ phiếu cho phe bên Cộng Hòa họ chia ra bên bà sarapalin uh, Sarah Palin bảo về đầu được khoảng 31% phần trăm ông Begit là về nhì là 29%. Thì thay vì những cái cuộc bầu cử khác ở những cái tiểu bang khác thì người ta sẽ lấy cái người về đầu và người về nhì đó vô cái vòng thứ nhì nó gọi là run off tức là coi như là chung kết hai người đấu với nhau một lần nữa để coi có ai nhiều phiếu hơn thì cái hình thức của bên tiểu bang Alaska nó khác hơn nó không làm như vậy nó không làm run off mà nó làm rank choice tức là mình lấy cái số phiếu của cử tri mà người ta lựa chọn đầu tiên là cho ông Begit rồi người ta lấy rằng là trong những số những cử tri đó đó thì cái số 2 ngoài ông Begit là cái ứng viên số 1 mà họ lựa chọn rồi, cái số 2 là quý vị lựa ai thì chúng tôi sẽ dồn cái lá phiếu của quý vị cho cái người đó. Rồi cái nhân vật số 3 mà quý vị lựa chọn đó là tức là quý vị ít ủng hộ là sai, chúng tôi sẽ dồn cho cái người đó thì cái kết quả của cuộc bầu cử đặc biệt vừa qua nó cho thấy là ở vòng đầu đó là bà Petola bả về đầu là 40% nhưng mà cộng lại cái lá phiếu của cử tri ông, ông Bigot thì bà đạt được là 51 rưỡi phần trăm bà Sarah Palin là bả vòng đầu bả được 31% những cái phiếu mà của dồn cho ông Begich á, là đa số về là họ là người của đảng cộng hòa mà cho nên họ dồn cho bà nhiều hơn cho nên bà từ 31% bà tăng cao lên đến nghĩa là 48 rưỡi hay là 49 rưỡi chúng tôi không nhớ rõ à, 48 rưỡi thì phải dạ yeah. thì là bà nhiều hơn nhưng mà cũng không có vượt qua ông Petola nói chung đó thì là khoảng độ chừng là 60 mươi sáu phần trăm cử tri mà bỏ phiếu cho ông Begit là số 1 đó thì họ lừa cho bà Pelin là số 2 tại vì họ là người của đảng Cộng Hòa nhưng mà cũng có một cái số khá lớn là 36 phần trăm đó tuy là người họ ủng hộ ông Begit của đảng Cộng Hòa họ là người Cộng Hòa nhưng mà họ không ưa bà Pelin cho nên họ dồn cho bà Petola cho nên nó mới đem lại cái kết quả thất cử đau đớn cho bà Sarah Palin, rồi khi mà bà bị đau thua đau như vậy bà mới đổ thừa cho là cái hình thức rank choice bầu phiếu như vậy là không có đúng uh, nó bất công uh, tại sao là cử tri tại tiểu bang Alaska đa số là người đảng cộng hòa nhưng mà lại có một người đảng dân chủ thắng cử vân vân cái ông nghị sĩ ở tiểu bang Arkansas ông Tom Cotton cũng vậy nữa cũng nhảy vào anh có để cho rằng là cái hệ thống rank choice là bầu cử không có đứng đắn bên thì trong chương trình vào tuần trước chúng tôi nói chuyện với lời phân tích về mùi đó chúng tôi nói là cái rank choice nó được áp dụng từ lâu rồi chứ không phải là nó mới đây và cái hệ cái cách thức đó nó là nó muốn lựa một cái người nào mà được đa số người dân ở trong cái tiểu bang đó họ ưa thích Mặc dâu lần là ở tiểu bang Alaska đó, đa số cử tri là theo phe bảo thủ theo phe đảng cộng hòa nhưng mà không có nhất thiết là họ là thành phần cuồng đảng cộng hòa cho nên bà Palin đã được đa số cử tri tại đây ủng hộ nhưng mà nó cũng có rất nhiều người trong đảng cộng hòa họ không có ưa con người của bà con người của bà là người ta trách bà là nghĩa là chạy đua theo uh, 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 danh vọng khi mà bà được ông John McCain mời làm đứng phó tổng thống trong liên danh, rồi từ đó đó ông bà um, coi như là bà quyết định là không có tiếp tục làm ghế thống đốc nữa, bà đổ về vùng uh, trong nội địa nước Mỹ bà làm uh, uh, bình luận trên đài Fox News vân vân, cho nên nhiều người nói rằng bà không phải là một người quan tâm đến cái cư dân tại Alaska và đó là cái lập luận của ông Begich và ông biết ông nói là không tôi sẽ không có ra không có rút lui đáng lý ra cái người mà rút lui là bà tại vì bà tuy là bà về đầu hơn tôi hai phần trăm nhưng mà cái số phiếu của những người dân mà không ủng hộ uh, bà đó nó cao còn nếu như là bà để tôi ra ứng cử đó thì nhiều phần là cử tri mà ủng hộ số 1 cho bà đó thì họ sẽ sẵn sàng bỏ phiếu cho tôi nhiều hơn là cho bà uh, petola cho nên đây là một cái cuộc mà gọi là đấu đó đấu đá trong nội bộ đảng cộng hòa mà giữa hai người đó đó bà Sarah Palin và ông Gingrich là không ai chịu nhường ai hết. Nhân cái chuyện này đó thì cho phép chúng tôi liên tưởng đến một cái trường hợp này có lẽ anh Nam và quý khán thính giả tại vùng sao đó sẽ sẽ chú ý hơn nhiều. Mình thấy giả sử như là trong một cái cuộc tranh cử chức vụ nghị viên ở một cái đơn vị tại vùng sao đó mà nó có hai người Việt Nam là cái anh chàng đoàn điện biên và cái người bên kia là Vân Lê cùng với một người thứ ba nữa là một người gốc Hispanic. Thì cái người uh, gốc Hispanic nó là về đầu cái anh Việt Nam điện biên nó về nhì hơn cái người số ba là Vân Lê đó chỉ có vài chục phiếu hay một trăm phiếu hơn thôi. Thì tại vì cái, cái cái hệ thống hiện nay đó ở bên San Jose nó là cái loại mà gọi là run off chỉ có người nhất về nhì và hai cái người đó sẽ đấu câu hỏi đặt ra đó nhiều người nói rằng là giả sử như là nếu mình áp dụng cái hệ thống rank choice thì tất cả những người Việt Nam mà cùng dồn phiếu lại với nhau như vậy thì chắc chắn là đánh bật được cái lá phiếu dồn cho cái người về cái người gốc Hispanic kia phải không ạ? À? Nhưng mà vấn đề nó không có đơn giản như vậy. Vấn đề lý do là sao? Là tại vì ngay cả trong cái cộng đồng Việt Nam những người mà bỏ phiếu một bên là cho cái anh điện biên đoàn điện biên đó, đó người bên kia bỏ phiếu cho cô mà vân lê đó chưa chắc gì là họ hợp ý với nhau họ cũng là người việt nam với nhau vậy nhưng mà họ nghĩa là có những lý do gì đó họ không có đồng tình bỏ phiếu cho người kia và ngay cả hai ứng viên hàng đầu đó thì họ cũng chưa chắc là thỏa thuận với nhau nữa cho nên nếu như mà có cái hình thức mà rank voice uh, rank voice như là Alaska đó chúng ta cũng chưa biết là uh, là chúng ta sẽ thấy rõ ràng là không phải tất cả những cái lá phiếu của người Việt Nam đó nhất quyết là phải bỏ cho một cương cương viên người Việt nào giống hệt như bên Alaska không phải là tất cả những lá phiếu của người uh, theo đảng Cộng hòa đó là nhất quyết phải bỏ phiếu cho bà Sarah Palin xin mời anh Nam ạ à. thì nói cho đúng đó bà Sarah Palin vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm anh nhớ là cái khuyết điểm bà là kiến thức nó bị có vấn đề trong lúc tranh luận tại của tổng thống đó. mấy cái tranh luận của phó tổng thống anh nhớ không? bà bộc lộ ra cái kiến thức có nhiều khuyên khi kiếm quyết do vậy nhân vật Sarvelin muốn ngoài lên tầm cỡ quốc gia chưa nổi đâu nó là một vấn đề lớn thì song song với cái cuộc đua của Alaska đó, thì nó sẽ là một cuộc đua rất là sôi nổi giữa các cái nhân vật ứng cử viên của Hoa Kỳ trên toàn quốc trong tháng 11 này và chúng ta sẽ tiếp tục gần tới ngày tháng 11 thì anh bạn tôi Mai Loan của anh Tuấn cùng tôi sẽ nói nhiều hơn bây giờ chúng ta nhảy sang một đề tài khác anh nhỉ một đề tài khác mà cũng gây nhiều sự tranh luận và sôi nổi lắm đó, là cái, cái cuộc tình đóng ngọt và ngọt cho cuộc tình này của bà Irene thẩm phán Irene Cannon và ông Donald Trump. Ông Donald Trump bầu và chọn bà nữ thẩm phán nữ tránh án Irene Cannon lên chức vụ cao hơn. Rồi bây giờ bà là tránh án của từ, ba, từ bang Florida một tòa lớn tòa cao viện tại Florida lại làm theo yêu cầu của ông Donald Trump. Cái chuyện này cái gây rất là căng thẳng. Ông Bộ trưởng Tư pháp của ông Trum, ông Ba cũng lên tuyến cho cái chuyện này chuyện vô lý tức cười. Như chuyện mà chọn một cái Special Master, ta kêu được điều tra viên đặc biệt rất là ông cho là cái chuyện này bộ bố, bố láo, không có nên làm. Và nhiều người tai mắt, quyền chức về mà quy nghiệp pháp lý đã chống đối các luật sư chống đối cộng đồng, các chánh án chống đối cộng đồng, nhưng bà chánh án Eileen Cannon vẫn tiếp tục cái quyết định chọn special master để điều tra cái vụ Maralogo này và theo cái đó theo đề nghị của ông Donald Trump thì về vấn đề này chúng tôi muốn nghe sự phân tích của anh thưa anh mời anh dạ yeah, đầu tiên thì chúng ta cần phải phân định rõ như thế này là bà Eileen Cannon đó bà là một thẩm phán liên bang ở cấp tòa sơ thẩm bà được ông Trump bổ nhiệm và dĩ nhiên là sau đó được thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cho nên bà mới được cái chức vụ này và khi mà bà được chức vụ như vậy thì là coi như bà sẽ được cái chức vụ chọn đời và sẽ không bao giờ bị sa uh, thải bị mãn nhiệm không có ra bầu trở lại bà chỉ có thể À, bị à, Quốc hội đó đưa ra cái thủ tục gọi là impeachment nếu như bà phạm vào những cái lỗi nặng nề nào đó và cũng giống như là impeachment một vị tổng thống nếu như có 2 phần ba các nghị sĩ mà bỏ phiếu đó thì bà mới bị à, gọi là à, luận tội để mà bãi nhiệm cho nên cái quyết định của bà nó dù đúng dù sai đó thì bà là một cái viên chức à, 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 coi như là ngồi ở cái vị thế đó dĩ nhiên cái phán quyết của bà đó có thể bị uh, phủ quyết bởi cái tòa thượng thẩm ở trên và sau đó là lên đến tối cao pháp viện chúng ta chưa biết được nhưng mà đúng như anh nam vừa phân tích đó thì cái quyết định của bà Aileen Cannon này nói rằng là đồng ý lựa chọn một người special master để mà coi những cái hồ sơ tịch thu về như vậy đó như thế nào uh, có những cái gì mà của riêng ông trump mà mọi người không được xem vào hay không tại vì đó là chuyện ông nói chuyện với là luật sư riêng của ông vân vân và như vậy đó thì tạm thời ngưng cái cuộc mà điều tra của bộ tư pháp nữa thì tất cả các viên chức mà trong ngành pháp lý đó họ đều cho đó là một cái quyết định rất là bừa rất là thiên vị nó lộ liễu ra mặt chẳng khác gì một cái hành động mà bà trả ơn cho ông trump để mà, mà cho bà đang từ một thẩm phán quèn không ai biết đến đó, trở thành là một cái chức vụ mà chọn đời thành ra ông ông William Barr, ông này từng là tổng trưởng tư pháp một người nổi tiếng là cúc cung phục vụ uh coi như là bao che dùng cái bộ tư pháp Hoa Kỳ đó thay vì để mà giữ cái ngành tư pháp nước Mỹ đó thì dùng cái bộ tư pháp đó như là một cái công cụ để mà bao che cho ông Trump từ cái việc mà điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller trước đây đó về cái việc mà sen lấn của nga vào cái cuộc bầu cử tổng thống rồi vào cái hành động của ông Trump mang tính chất được gọi là cản trở công lý ông um, Robert Mueller ông nói rằng là nếu như tôi thấy ông Donald Trump mà ông không có can tội đó thì tôi đã ghi rõ cái điều đó rồi. Nhưng ấy vậy mà rồi rồi sau đó ông Robert Mueller ông nói rằng là trong cái cương vị um, một người đều, điều tra viên đặc biệt chúng tôi đó chúng tôi không có thể kết án được là tại vì cái luật lệ hiện thời của bộ tư pháp nó nói rằng là một vị tổng thống đương quyền không có thể bị uh, kết án như vậy cho nên tôi bị bó tay thôi chứ không phải là tôi nói là ông ông Trump hoàn toàn vô tội gì hết. Ấy vậy mà ông William Barr muốn lại xóa xiếc này kia để ông nói rằng là uh, cái um, cuộc điều tra của ông Robert Mueller đó coi như là uh, Exonerate, coi như là xóa hết mọi cái sự nghi ngờ ông Trump hoàn toàn là trong sạch vân vân đó là cái hình thức mà ông William Barr mà ông Uh, uh, bóp béo sự kiện để mà ông binh vực bao che cho ông trump ấy. nhưng mà giờ đây đó thì ông William ba đã đảo ngược 180 độ tại vì ông không muốn cái tên tuổi của ông nghĩa là đi xuống uh, bùn nhơ uh, chết theo cái, cái 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 những việc làm sai trái của ông trump Uh, cho nên trong cái cuộc uh, uh, gọi là điều tra của Ủy ban uh, Hạ Việt, điều tra về việc biến loạn ngày 6 tháng Giêng đó, ông đã nói những câu cho thấy là những cái lời mà cáo buộc của ông Trump nói rằng là bầu cử gian lệnh, đó, tất cả cái đó nó không khác gì, nghĩa là phân bò hết đó, tức là tào lao hết đó thì ông William Barr ông nói cái phán quyết của bà Lynn Cannon này đó nó nó deeply flawed tức là nó bừa vô cùng nó 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 có những cái lỗ hổng nghĩa là là sai trái rất là nặng nề và uh, thứ nhất đó là cái việc mà ông um, tranh cãi như vậy đó nó không phủ nhận một cái sự kiện cơ bản đầu tiên sự kiện đó là như thế nào là ông Trump tự tung tự tác lấy tất cả những cái tài liệu mật đó ở tòa bệnh gốc mang về nhà riêng cái điều đó là điều không có ai được quyền làm cái đó hết chưa kể là nó đã có một cái đạo luật rất là rõ ràng đạo luật Presidential Records Act nó được ban hành ra để nó nói rõ cái chuyện đó nó ngăn chặn những trường hợp đó cho nên việc đó là ông Trump ông đã làm cái đó là đã, đã gian dối rồi sai trái rồi. rồi. đến khi mà tổng nhà văn khố họ đòi lại đó thì phía bên đòi lại cũng phải mất một thời gian chứ không phải đòi lại là được mất một thời gian phía bên ông Trump mới giao nộp cho 15 thùng nói hàng đây là chúng tôi giao lại họ mang về họ tìm ra họ thấy là con thiếu nữa họ mới tống bao nhiêu cái subpoena đến cho phía ông Trump để mà lấy thêm rồi lần thứ nhì lấy thêm vào khoảng tháng 5, tháng 6 vừa qua nó phía bên ông Trump giao thêm một số hồ sơ Luật sư một cái cô luật sư mà đại diện cho ông Trump nó còn dám cả gan ký trên cái tờ giấy tuyên thệ là chúng tôi đã trả hết đầy đủ tất cả những thông tin rồi nhưng mà mang về phía bên bộ tư pháp họ vẫn thấy là còn thiếu nữa cho nên họ mới mà họ có nhiều cái bằng chứng rất là rõ ràng cho nên họ mới nộp lên một cái thỉnh cầu lên trên tòa để mà nói rằng là tôi cần có một cái chat đến đó để mà lục xét lấy về tại vì bên phía uh, bên ông Trump và những phụ tá đó họ đã gian dối họ nó nói xạo họ còn khai xạo vân vân cho nên nó mới xảy ra cái sự kiện vào ngày 8 tháng 8 và khi họ lấy về đó họ mới nhìn ra họ mới hỡi ôi là bao nhiêu cái tài liệu toàn là cái thành phần mật, mật tối mật không cho nên từ đó họ mới mở cuộc cái điều tra ra để họ coi coi là những cái việc làm như vậy nè những cái việc mà lấy cái hồ sơ mật như vậy để một cái bừa bãi như vậy đó liệu rằng là nó đã thất thoát ra ngoài chứ chưa và thất thoát như vậy đó thì nó lọt vào tay ai vân vân thì những cái hành động như vậy đó là có thể là đã vi phạm vào cái đạo luật nó gọi là Espionage Act cái đạo luật Hoa Kỳ chống lại những cái hành động mà gọi là uh, gián, điệp. Uh, gián điệp đó ra. cho nên người ta cần phải điều tra người ta phải cần biết rằng là những cái hồ sơ mật như vậy nè ai là người ở phía mà uh, tuy Dinh Marago cũng Trump ai là người đã đụng đến nó ngoài cá nhân ông 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 Trump vân vân thì cái đó người ta cần phải như vậy trong khi đó thì bà uh, thẩm phán Eileen okay. á, lại nghe lời của ông trump nói rằng ông không uh, bây giờ không có được coi nữa phải có một cái viên viên uh, chức nào đó tới coi cái hồ sơ này là hồ sơ thuộc loại gì loại gì vân vân thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phán quyết của bà Eileen Cannon này đó là một cái phán quyết hoàn toàn thiên vị cho ông trump và nếu như là tất cả các quan tòa mà xử sự như, như là trường hợp của bà canon này đó thì tất cả các chuyên gia pháp lý họ nói rằng là quyết định như vậy đó những cái người mà luật sư biện hộ cho cái người bị đơn đó, cái người bị can đó, có tội đó là chắc chắn là hài lòng lắm tại vì cái quyết định này nó thiên vị cho cái người mà defending cái người bị đơn ừ, chưa kể là cái hành động của cái bà eileen canon này đó bà là một quan tòa bà phải xét coi cái sự kiện hai bên nó có đúng hay không để mà bà đưa ra uh, cái phán quyết của bà dựa trên những cái yếu tố uh, nền tảng pháp lý vân vân nhưng mà bà dựa về cảm tính nhiều hơn cho nên bà nói, trước khi mà đưa ra phán quyết mấy ngày hôm trước bà đã còn nói cái câu là i'm more inclined là tôi có vẻ hướng về cái hướng là tôi sẽ chuẩn thuận theo cái thỉnh cầu của ông trump mà không dựa trên một nền tảng pháp lý nào hết rồi giờ đây đó thì trong cái cái việc mà đưa ra uh, giải thích cái phán quyết này thì bà uh, thẩm phán Eileen uh, Cannon đó bà cũng nhấn mạnh đến một cái yếu tố đó là đây là một cái sự kiện chưa từng có xảy ra trong lịch sử trong lịch sử pháp lý vân và, 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 cho nên cần phải có những cái quyết định mà nó mang cái tính chất đó là giống như là tạo ra cái hình ảnh cái cảm giác nó là công bằng cho đôi bên tức là bà ý muốn nói rằng chưa bao giờ có một cái tình trạng một ông cụ tổng thống mà bị nhân viên FBI tới nhà lục xét như vậy đó nó làm cho ông ta bị quê sẽ bị bẻ, bẻ mặt nhân vân cho nên khi mà ông ta đòi hỏi phải có một cái special master để ngăn chặn lại đó thì chúng ta phải cho ông ta thắng như vậy để chứng tỏ là ông ta cũng không có bị quê sẽ không có bị thiên vị vì thế cái lập luận của một quan tòa như vậy đó là mình thấy nó đã đã rất là bình hoạn rồi mình đưa ra một cái phán quyết nào đó mình phải dựa trên cái sự kiện là tôi dựa trên cái phán quyết này dựa theo cái điều khoản số 1, số 2, số 3 trong cái bộ luật thế này và ở phía bên kia đã chứng minh là phía bên bị đơn đã vi phạm những cái điều này và không có những cái lý do nào khác để biện minh vân 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 thì do đó chúng tôi đi đến phán quyết xử rằng là bên bị đơn hay bên nguyên đơn là thắng trong cái vụ này được giữ tài liệu này vẫn chứ mình không thể nói rằng là ô tôi thấy rằng là cái tình trạng này đó là nó có vẻ như là à, một cái điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử cho nên tôi cần phải đưa ra một cái phán quyết để nó tạo ra một cái dáng vẻ như là là công bằng giữa đôi bên rồi bà nói rằng là cái sự kiện mà cái cơ quan FBI đến lục xét những cái hồ sơ như vậy á, nó tạo ra một cái cái stigma tức là một cái tiếng xấu tự nó là một cái, cái 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 tiếng xấu và trong tương lai giả sử như là ông Trump mà có bị truy tố ra nhiều đấy thì nó sẽ dẫn đến một cái sự thiệt hại về uy tín của ông Trump gọi là reputational harm đó là thiệt hại về uy tín. Cho nên bà thì nên nó vừa ra cái phán quyết tự nó nó đã đã thấy là sai trái rồi. Quý vị thấy không ạ? À? Cái việc mà ông Trump có bị uh, thiệt hại về uy tín hay không đó nó là một cái vấn đề khác là tại vì người ta phải đặt coi rằng là cái uy tín của ông có bị thiệt hại một cách đúng hay là một cách oan ức. Tức là nếu ông không có làm gì sai trái mà người ta kết tội vu cáo ông thì cái uy tín của ông bị thiệt hại một cách oan nức thì đúng. Còn nếu ông làm sai trái đó mà bị mà ông ông làm sai trái mà ông bị uy tín thiệt hại thì đúng rồi tại vì ông mình làm sai. Cho nên cái 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 phán quyết của bà Ellen Cannon này từ nó nó mang cái màu sắc thiên vị theo cảm tính rất là rõ ràng thường thường đó và và bà, bà, bà Elin Ken bạn cũng bà, bí nhiên bạn cũng thòng thật câu luôn bạn cũng nói rằng là, là thật sự ra chúng ta chưa biết là rồi cuối cùng cái đơn kháng cáo của ông uh, uh, Trump đó nó có thắng kiện trên cái nội dung hay không có thể là khi xét xử đó thì là ông sẽ thua thôi nhưng mà hiện thời bây giờ đó là ông yêu cầu là có một special master đứng ngưng, ngưng lại thì tôi đồng ý theo cái phương pháp ngưng lại Chứ không có nghĩa là tôi nói rằng là những cái luận cứ của ông Trump là là đúng là sẽ thắng đâu đó thì quý vị thấy trong những vụ mà tranh cãi tại tòa đó đôi khi mà người ta đòi hỏi một vị quan tòa hai bên hoặc là nguyên đơn hoặc là bị đơn đó, họ nói là quan tòa đưa ra một cái án lệnh khẩn cấp temporary restraining order hay là một cái injunction đó, tức là khẩn cấp đừng có trong lúc mà đang chờ hai bên tranh luận đó, là bây giờ quan tòa hãy ra một cái án lệnh khẩn cấp đừng cái cho bên này hay bên kia làm một cái hành động gì đó chẳng hạn như là ngưng không có được cho bên đó đóng cửa tiệm hay là bán nhà hàng vân vân tại vì nếu không đó thì là nó sẽ gây cái thiệt hại không có thể cứu vãn được Tôi nói thí dụ như là trong một cái vụ mà hai vợ chồng của một cái cơ sở kinh doanh nào đó uh, rồi đang tranh chấp nhau, kiện nhau ra tòa về cái chuyện mà gọi là ly dị rồi chia gia tài thì lúc đó trong cái thời gian mà tiến trình mà gọi là tranh luận tại tòa đó đôi khi nó mất nghĩa là cả năm trời nhưng mà trong cái giai đoạn đó nếu như chung một trong hai bên mà quyết định bán đi cái cơ sở này thì là rồi vì cái lý do gì đó một trong hai bên đó họ giữ được cái hồ sơ họ bán đi họ tẩu tán tiền bạc rồi mai mốt cái vụ kiện xử xong đó cho dù là cái người kia được thắng nhưng mà cái người thua đó họ đã bán mất hết rồi họ tiêu tiêu tán hết tài sản thì còn được gì đâu thì trong cái trường hợp đó cái một trong hai người bên đơn bên nguyên đơn hay bên bị đơn đó họ chứng minh cho tòa biết là thưa tòa chúng tôi thấy rằng là trong cái thời gian này đó mình nếu mà mình chờ xét xử mà lâu quá đó mà phía bên kia họ đồng ý họ có những cái hành động như thế nào họ đồng ý họ bán họ tủ tá như thế nào thì cái việc đó đó nó sẽ gây ra một cái thiệt hại không có thể chữa chữa, chữa được nữa thì lúc đó xin tòa ra cái án lệnh tạm thời ngưng cái chuyện đó thì trong cái trường hợp này cũng vậy nếu như là người ta biết rằng là ông Trump ông không có làm cái gì sai trái hết mà bây giờ cơ quan FBI vô làm uh, lục xét như vậy nó làm cho ông mang cái tiếng xấu, tiếng xấu muôn đời mai mai kia mốt nọ nếu mà người ta khám phá ra là cái việc làm mà ông Trump ông mang về như vậy nó hoàn toàn nó hợp pháp nó không có gì sai trái thì có phải là uy tín của ông Trump bị oan uổng hay không? Có phải là ông ra tranh cử năm 2024 ông sẽ bị cái tiếng xấu này ông sẽ bị thất cử hay không? Chỉ có trong những trường hợp như vậy chỉ khi mà khi nào mà phía ông Trump ông có những bằng chứng thuyết phục bà thẩm phán rằng là cái điều đó nó sai trái thì cho nên hiện thời bây giờ không có cho bên bộ tư pháp lục ra những cái hồ sơ như vậy chỉ có trong trường hợp đó thôi còn đằng này đó thì quý vị thấy rồi cái việc mà bộ tư pháp họ đến họ lấy những cái thông tin đó là nó là theo cái luật tại vì chính ông Trump là cái người gây ra những cái cái việc làm sai trái trước tiên nó cũng y hệt như là mình là một nhân viên của một công ty nào đó đó mình đã bị uh, uh, mời ra khỏi cửa rồi thì mình đi ra mình không có được mang tất cả những cái tài liệu đó đi mình mang đi tài liệu đó thì công ty đó họ có quyền coi đó là một hành động ăn cắp tài liệu họ sẽ kêu gọi cơ quan công lực đến nhà mình để lấy lại cái chuyện đó đó là cái chuyện bình thường rồi sau đó họ xét xử coi là những cái tài liệu mình mang đi như vậy đó nó có vi phạm đến mức độ nào vân 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 mà mình phải đền bù thiệt hại như thế nào vân vân hoặc là mình uh, chứng minh rằng là tôi đến đó, tôi lấy những cái tài liệu đó nhưng mà thật sự những tài liệu này nó là của tôi chứ không phải là của công ty vân vân như vậy còn sự kiện ban đầu khi mà ông trump ông mang những cái hồ sơ nó về đó và tất cả những cái thứ đó theo quy định từ lâu rồi bất cứ một tổng thống nào chứ không phải tờ thờ tổng thống trump tất cả những cái gì mà của nhà nước trong cái thời gian ông Trump còn làm ở ở, ở tòa bị cốc đó thì ông Tha Hồ ông muốn làm cái gì cũng làm nhưng mà nó vẫn là của um, uh, văn khố quốc gia. Thậm chí ông cũng không có được quyền xé, không có được quyền uh, gọi là bỏ vô những cái máy để mà 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 gọi là là rọc đi nữa. Cái đó nó cũng là hình thức phạm pháp. Cho nên tất cả những cái cú gọi điện thoại, tất cả những cái mẫu nhắn tin trong điện thoại cell phone hay điện thoại tất cả đều phải lưu giữ lại tại vì nó thuộc về thẩm quyền chủ quyền của nhà nước để người ta ghi lại lịch sử của Hoa Kỳ một cách nó đầy đủ và chân thật cho nên cái việc mình mang tất cả những hồ sơ đó về đó tự nó đã là một cái hành động phạm pháp rồi cho nên những cái gì mà gọi là nếu như những cái sự kiện đó nó dẫn đến cái việc mà cơ quan FBI họ lục xét ông Trump như vậy đó một cái hình động đúng thật một cái cái sự kiện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nó có thể đưa đến một cái hình ảnh nghĩa là xấu hổ một tay cụ tổng thống mà bị lục xét như là một tên tội phạm nó làm cho xấu hổ thì cái đó là cái giá phải trả tại vì chính ông là người tạo ra cái đó cho nên đó là cái chuyện mà rất nhiều người họ đã phê bình về cái chuyện phán quyết của bà uh, Ellen Kennedy và mới đây đó thì dĩ nhiên bộ tư pháp hoa kỳ đó thì họ đã kháng cáo để mà họ nói rằng là bà canin bà hãy ngừng lại cái quyết định của bà và giống như là ông William ba ông nói là đương nhiên là mình phải kháng cáo chuyện đó rồi xin trở lại với lại anh nam ạ à. anh anh nghĩ cái anh nghĩ có cái quyết định này phải sẽ có thể dừng lại không anh à, chúng ta chờ thôi tại vì à, quý vị biết rồi tất cả những cái thủ tục mà về pháp lý đó bao giờ nó cũng mất thời gian hết nó nó nhất là những cái vụ này nó lại mang cái tính chất uh, chính trị nữa cho nên nó có nhiều cái um, cái vấn đề tế nhị mà họ cũng cần cân nhắc thứ hai nữa là uh, uh, trong cái bối cảnh hiện nay là gần đến ngày bầu cử mà ông bộ trưởng uh, tư pháp Merrick Garland ông cũng muốn nói tất cả những cái việc gì mà nó mang cái tính chất mà nó có thể tác động đến cái uy tín về mặt chính trị bầu cử đó ông không muốn đưa cái đó ra trong cái vòng 60 ngày trước cuộc bầu cử để khỏi bị mang tiếng ảnh hưởng về cái chuyện đó thì chúng ta không biết được uh, <laughs> tuy nhiên cái um, nhân khi mà bà Uh, uh, Alan Cannon đã đưa ra cái hình thức và nói là cái phán quyết của tôi mang cái tính chất uh, uh, gọi là muốn tạo lại cái công bằng uh, cho uh, đôi bên đó, tại vì đây là một cái thì uh, cái sự kiện mà chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử uh, nước Mỹ uh, như vậy, uh, có vẻ như là bất công. Đúng không? Thì chúng tôi um, muốn nhân cái chuyện này để mà thưa chuyện cùng với anh Nam và quý khán thính giả về cái cuộc tranh luận hiện nay giữa hai bên binh vực và uh, nhất là những người binh vực ông Trump để mà cáo buộc việc làm của cơ quan FBI và bộ tư pháp uh, cho rằng đó là một cái hành động mà mạnh tay uh, lạm dụng quyền lực quá đáng. Uh, nói theo ngôn ngữ của những người uh, ủng hộ cho ông Trump nói rằng là họ đã chính trị hóa cái cơ quan công lực vào cái um, uh, gọi là cái cái quyền lợi của chính quyền hiện thời của ông Joe Biden thì mới đây trên một cái uh, chương trình mà tranh luận trên một cái diễn đàn truyền thông tiếng Việt khác mà là một cái cuộc uh, 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 trình bày quan điểm rất hay giữa hai người uh, có hai cái quan điểm uh, đối nghịch, một bên uh, là một uh, vị luật sư uh, nổi tiếng cũng từng là một vị uh, cựu dân biểu uh, tiểu bang uh, California, từng là một nghị viên uh, lâu năm uh, rất là còn người bên kia đó là một vị bác sĩ y khoa nhưng mà một là một diễn giả uh, luôn đưa ra những cái bài bình luận uh, lên án những cái hành động sai trái của ông trump trong cái thời gian qua cho nên hai cái người có hai cái quan điểm rất là rõ ràng như vậy một bên là binh trump một bên là chống trump thì cái câu cái 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 đề tài mà tranh luận đó thì họ nói rằng là liên quan đến cái cuộc mà gọi là lục xét như vậy đó thì chúng ta phán xét coi là nó có công bằng hay không thì cái cuộc tranh luận này rất là hào hứng lắm chúng tôi hy vọng là trong tương lai uh, hệ thống truyền hình Việt Nam Cali Today đó thì cũng có thể mời một người nào có cái quan điểm đối lập với là nhà báo Mai Loan lên để mà hai người đã đưa ra hai cái quan điểm mà trực tiếp như vậy anh Nguyễn uh, Xuân Nam yeah, là yeah. người uh, sẽ đóng vai trọng tài để cho hai bên nói chuyện như vậy đó, thì thì nó sẽ hay thì bây giờ Uh, chúng tôi nghe được uh, vài đoạn cũng khá lý thú khoảng độ năm bảy phút thôi chứ không có thì giờ nghe hết nhưng mà có vài điểm nhân đây đó để ghi lại để chia sẻ cho anh Nam và quý khán thính giả được biết cái vị luật sư này đó nói rằng là đầu tiên đó là cứ nói rằng là đây là cái sở trường chúng tôi chúng tôi làm nghề luật sư lâu năm rồi vân vân và vân vân và nói rằng là cái sự kiện này đó là chúng ta chưa biết nó đúng sai như thế nào chúng ta hãy để cho tòa án và cái hệ thống pháp lý trước sau gì đó thì nó cũng phải có một cái giải quyết, tức là uh, sẽ đi đến một kết quả. Điều đó hoàn toàn rất là đúng. Quý vị nghe đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có nhớ không? Là trong cái cuộc bầu cử cuối năm 2020 đó thì người ta cũng nói rằng là trước sau gì chúng ta cũng hãy để cho tòa án và cái hệ thống pháp lý nó cũng sẽ tìm ra một cái phương cách giải quyết. Đó là cái cái hệ thống bình thường. Thì bây giờ cái hệ thống pháp lý uh, và hệ thống tòa án nước Mỹ nó làm cái gì? 62 cái đơn kiện của ông Trump và các phụ tá nộp lên từ tòa ở địa phương cho đến tòa tiểu bang cho đến tối cao pháp viện. 61 cái vụ kiện đó đã bị xử vứt vào sọt rác. Chỉ có một cái đơn duy nhất thôi là thắng kiện được vài trăm lá phiếu gì ở Pennsylvania đó. Chứ nó không có thay đổi gì cục diện. Nhưng mà người ta có chấp nhận hay không? ông Trump và những cái người khác có chấp nhận những cái việc không lại vẫn lên tiếng chụp mũ nói rằng là những quan tòa này đã bị mua chuộc rồi rồi những cái người mà cuồng trong gốc Việt nói rằng là tất cả những người tòa này là bị thằng tàu nó mua chuộc hết và vân vân tất cả những ông bà tòa này thuộc lại anh cháu đá bát được ông Trump bổ nhiệm như vậy mà lại đi ra phán quyết người lại cho nên đúng như là cái ông luật sư gốc Việt này ông Biện Minh ông nói, chúng ta hãy chờ cho cái hệ thống tòa án và hệ thống pháp lý nó xử nhưng mà cái vấn đề đó là nó có xử rồi nhưng mà quý vị có tin hay không hay là quý vị ngoan cố nói rằng là khi nào mà kết quả không thuận với mình đó là mình cũng coi như là không thèm để ý đến cái lịch, lịch cái cái câu thứ hai nữa là cái vị mà luật sư gốc Việt này đó đưa ra giống hẹp như bà Eileen Cannon nói đó là trong lịch sử Hoa Kỳ trên 240 năm qua đó chưa bao giờ có một cái cuộc lùng xét là hình sự một cái chat tòa hình sự vân vân này nọ kia thì ý cái người nói ra như vậy đó là chưa bao giờ có một cái hành động có vẻ là gọi là, 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 là hơi mạnh tay như vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó khi mà chưa bao giờ có một cái chuyện như vậy đó thì điều này có nghĩa là phải chăng là không bao giờ chúng ta làm như vậy Tức là chưa bao giờ có một cái cuộc lục xét một cụ nhân viên cao cấp như là ông Tổng thống đó. Thì phải chăng khi mà nói như vậy đó thì mình đưa ra kết luận như vậy là không bao giờ nên có một cuộc lục xét một cụ uh, Tổng thống cho dù ông đó làm cái chuyện phạm pháp, cho dù đó ông đó can, can tội uh, giết người hay sao. <laughs> bao giờ cái chuyện gì cũng vậy đó. Trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra một cái điều nào đó không có nghĩa là cái điều đó không thể xảy ra trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra cái chuyện đó là tại vì chưa bao giờ người nào làm một cái chuyện gì sai trái tồi bại đến cái mức đó nhưng mà khi mà có những cái chuyện như vậy đó thì nó phải dẫn đến cái sự kiện tức là trong quá khứ chưa bao giờ có một vị đương kim tổng thống khi rời khỏi tòa bạch ốc đó đương nhiên cả gan đánh cấp cái hồ sơ đó cho nên người ta phải cần lấy lại những cái hồ sơ đó mang về giữ là trong gọi là tổng nha văn khố mà cái người đó không có chịu giao nộp mà còn nói dối nữa cho nên mình phải cần có một cái 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 chát tòa để mình lục xét chứ không phải mình nói là chưa bao, chưa bao giờ có chuyện đó cho nên chúng ta không làm. Chưa trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một ông tổng thống Hoa Kỳ ở trong tòa Bạch ốc để cho một cái cô sinh viên tập sự đó tò te tí te trong phòng riêng này kia nó làm cho cái hình ảnh ô uế rồi sau đó nói dối cho nên khi mà nói dối như vậy đó người ta mới mở cuộc điều tra rồi người ta mới dẫn đến cái việc mà truy tố ông ta ra tòa để mà đòi luận tội để mà bãi nhiệm đó là trường hợp của ông Bill Clinton là người tổng thống đầu tiên làm cái chuyện đó thì cái việc mà từ trước nay chưa bao giờ có cái chuyện đó không có nghĩa là chúng ta không có mở cuộc điều tra phải không? tại sao người ta mở cái cuộc điều tra về cái hành động lem nhem về vấn đề tình dục của ông um, Bill Clinton ở trong tòa bạch ốc? cái điều mà có thể là những nước khác đó họ không có ke gì hết rồi nói rằng là uh, ông tổng thống ông muốn làm gì đó ông làm cái chuyện khác nhưng mà trong trường hợp này đó những người đối thủ Bill Clinton ông nó nói rằng là cái chuyện đó là sai trái chúng tôi phải điều tra Thành ra nếu mà mình cái biện hộ theo kiểu như là cái anh chàng luật sư gốc Việt này nói rằng là chưa bao giờ có một cái hình việc làm như vậy đó thì chúng ta không làm mà. Chưa bao giờ có một cái việc mà ông Tổng thống khi mà ảnh nhiệm nó tự động mang cái hồ sơ về thì đương nhiên mà không những mang hồ sơ về mà còn giấu nữa, còn nói dối nữa, còn đủ thứ khác nữa thì đương nhiên người ta cơ quan tổng nhà văn khố đó họ không lấy lại được một cách mà gọi là tự nhiên đó thì họ phải xin tòa mà thôi và uh, cái uh, câu hỏi thứ ba nữa là cái vị luật sư gốc Việt này đó, một ông cụ dân biểu ở vùng Orange County đó, cũng nói như thế này nè. Cái ông Merrick Garland đó, ông trước đây ông có một cái thành tích đó là ông là một ứng cử viên cho chức vụ thẩm phán tối cao pháp viện nhưng mà ông uh, không có được phe Cộng Hòa uh, ở Thượng viện chấp thuận quý vị biết rồi là cái thời đó là cái thời vụ ông Barack Obama phe Cộng Hòa, ông Mitch McConnell ông chiếm đa số ông không đưa thủ cao cho nên cái theo lập luận của cái anh chàng luật sư này nói rằng ông Merrick Garland đó là ông đã có, coi như là ông đã có cái vấn đề mà gọi là cần phải xem xét lại coi ông có công bằng hay không này nọ kia thành ra ở đây chúng ta thấy cái chuyện gì rõ ràng là một cái việc mà gọi là đánh lạc đề ờ, thứ nhất trong cái vụ này đó cái người mà cần xét xử đó không phải là ông Merrick Garland người ta xét xử là người ta xét xử về cái việc làm của cơ quan FBI nó có đúng hay không và cái việc làm của ông Trump nó có sai phạm hay không còn cái chuyện mà anh có quyền cáo buộc rằng là ông tổng giám đốc Christopher Ray của cơ quan FBI ông tổng trưởng tư pháp Merrick Garland có những cái hậu ý như là ông cho nên ông thúc giục cái đó là cái quyền của anh được quyền nghi ngờ nhưng mà không phải là một cái nền tảng để mà đem ra mà mà đánh phủ đầu để mà mình che đậy cái chuyện đó và thứ nhất đó là nếu đây là một cái lối đánh lạc đề đi ra ngoài đề, ngoài đề mà nếu như là quý vị quen thuộc với lại cái thủ tục pháp lý ở tòa đó ở bên Mỹ mà chắc chắn là cái người luật sư gốc Việt mà binh Trump này đó phải biết ở quan anh Nam và tất cả quý khán thính giả mà có dịp vô trong tòa đó khi mà kêu lên đó, người ta hỏi vô cái điểm trọng điểm nào, điểm A, điểm B, mình chỉ trả lời trong cái điểm đó thôi. Mình nói vòng ra ngoài đó, thì là vì quan tòa họ sẽ gạt phát ngang một bên. Họ nói cái đó đó là irrelevant. Cái đó nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề này. Cái vấn đề hiện nay đó là người ta đặt ra câu hỏi rằng là, là việc cơ quan FBI họ đến họ lục xét như vậy, nó có phạm luật hay không? Nó có lạm dụng quyền hành hay không? nếu có thì là như thế nào nếu không thì như thế nào còn khi ra anh nói rằng ô tại vì ông Merrick Garland, đó ông trước đây đó là ông được bổ nhiệm làm thẩm phán tối cao pháp viện ông phe cộng hòa chơi gác ông cho nên ông bực tức ông có những cái thù riêng gì đó cho nên phải chăng ông đã có những cái động lực nào cho nên nó mới dẫn đến cái này cái chuyện đó cũng là cái chuyện gọi là irrelevant nó không có liên hệ gì hết cho nên tôi thấy thấy hơi ngạc nhiên một chút xíu khi mà một người tự khoe là mình là có cái uh, thành tích cơ sở trường về luật này nọ kia mà lại không thấy những cái sơ đẳng đó, tại vì nếu vào trong quan tòa đó mà mình đưa ra những luận cứ đó là quan tòa nó gạt phát ngay sang một bên, nó nói rằng là "caseo it's irrelevant", nó đi đồng ngoài lề mình không có đi được. Cho nên một lần nữa cái luật lập luận này nó giống hệt như lập luận của bà Eileen uh, um, uh, Cannon đó là bà cũng nói rằng là cái uy tín uh, của ông Trump có thể bị thiệt hại uh, vì cái chuyện này uh, nếu như ông bị uh, truy tố này kia cái chuyện đó nó cũng là chuyện bên lề nó cũng là irrelevant thôi cái quan trọng ở đây là bà phải đưa ra bà đưa ra cái nhận định nói rằng là khi mà bà bổ nhiệm ông special master đó nó có đúng luật hay không mà nó đúng như thế nào cũng dựa như thế nào còn nếu ra nói vòng vo tam quốc này kia chỉ là cái lối nói của những người mà gọi là bên ngoài ở quán cà phê bàn luận với nhau tự do thôi chứ không phải là cái lối lập luận như là sắc bén của những người trong cái ngành luật mà những người hoặc là luật sư biện hộ hay là luật sư công tố hoặc là quan tòa họ gọi tất cả những người đó là officer of the court xin trở lại với anh Nam ạ à. cái cuộc tranh luận này còn sôi nổi lắm đến giờ này chưa ngang ngủ phải không anh dạ yeah, thì chưa anh vâng yeah. chúng ta sẽ chờ đợi tin này ngang ngủ rất là thú vị bây giờ có một chuyện khác cũng đang rất là được sôi nổi mà nhiều người quan tâm đó là chuyện gần cả ngàn người tham dự vào trò tấn công và nghe là ông Trump tấn công vào điện quốc hội của Hoa Kỳ ngày xấu tháng Giêng mà chúng ta đã từng biết thì giờ họ tuân tự điều tra và xử thì nghe đâu nó có liên quan đến viên chức dân cử nghe nói nhân vật này cũng bị đuối điều điều ấy như thế nào thưa anh dạ vâng cái sự kiện này cũng khá chú ý đó là cái sự kiện xảy ra tại tiểu bang New Mexico thì mới đây có một vị uh, quan tòa tòa sơ thẩm ở tiểu bang New Mexico là ông Francis Matthew ông uh, đưa ra một cái phán quyết đó để mà cách chức một cái người uh, viên chức này gọi là commissioner ông này tên là Quay Griffin của một cái tỉnh hạt đó là Otero County tại sao vì quan tòa này họ cách chức họ nói rằng là tại vì cái ông Coy Griffin này ông đã phạm vào một cái tội hình sự khi mà ông tham dự với ông cái đoàn biểu tình vào đột nhập vào tối cao pháp à, tội điện Capitol ngày 6 tháng giêng và ông đã bị xử tội đó cho nên ông coi như là một người phạm pháp và cái vị quan tòa này đó họ dựa trên cái gọi là tu chính án số 14 họ nói rằng là tất cả những người nào mà đã can dự vào những cái hành động gọi là phản loạn nổi loạn insurrection đó thì coi như là không có được quyền giữ những cái chức vụ uh, uh, cấp uh, chính quyền dù là ở tiểu bang hay liên bang vân vân uh, cái chức vụ mà commissioner đó thì uh, mình gọi nó là ủy viên thì nó giống hệt chỉ riêng bên tiểu bang uh, California đó thì nó dùng cái chữ supervisor cho nên mình uh, uh, có cái thói quen uh, từ ban đầu mình dịch nó nó không có đúng lắm nó sai nên mình gọi là giám sát viên đó thật sự ra nó nó là một cái cái ủy viên uh, hội đồng quản trị và một cái cao ti đó thì mình phải coi nó như là một cái tỉnh hạt để nó là một cái đơn vị của một tiểu bang Uh, thì một cái đơn vị của một nước á, thì nó là tỉnh, rồi từ đó mới xuống là quận, chứ không phải là gọi là quận hạt như là thói quen. Nhưng mà anyway, cái ông uh, Coi Griffin này đó, ông là một viên chức chính quyền tiểu bang, ông được người dân bầu vào cái chức vụ đó. Ông là một người cuồng Trump, ông là lãnh đạo một cái nhóm Cowboy for Trump. Ông đổ đường về thủ đô Washington Cái ngày 6 tháng Giêng Ông cũng đột nhập vô uh, Cùng với cái đám uh, phản loạn đó Tấn công vào uh, tòa điện capitol Mặc dù là ông không có những cái hành động Đập phá, đổ vỡ hay là tấn công uh, Những viên chức uh, cảnh sát uh, Trong đó bên Nhưng mà ông vẫn bị uh, xử cái tội Gọi là trespassing Tức là vượt qua uh, những cái chỗ uh, không Mình không có phép và mình vượt vào những cái vùng đất như vậy, tức là trong nội bộ đó và ông đã bị uh, uh, xử tội, xử phạt. Uh, sau này đó thì về uh, um, lại ở bên uh, New Mexico thì ông này đầu năm nay ông cũng gây ra một cái vụ tai tiếng khác là cái cuộc bầu cử vòng sơ bộ cách đây mấy tháng New Mexico đó khi mà kết quả đưa về mà nó không thuận với, với theo ý của ông là tại vì ứng cử viên của phe Cộng Hòa thua cuộc như thế nào ông nói là ô nó có gian lệnh cho nên ông không có chịu ký tên xác nhận cái kết quả như vậy cho nên tối cao pháp viện tại New Mexico nó phải ra cái phán quyết là bắt những người này phải chứng nhận kết quả nếu như là quý vị không đưa ra bằng chứng là có gian lệnh đó là cái thành tích của cái ông này là ông là bựa như vậy thì bây giờ cái cái quyết định của vị thẩm phán uh, ừ. ở tòa uh, uh, sơ thẩm ở New Mexico đó họ nói như thế này nè, cái tu chính án số 14 nó có nhiều cái điều khoản quan trọng lắm uhm, nhưng mà trong đó nó có một cái điều khoản ít người được nói đến là cái điều khoản số 3 nó nói rằng là không có một người nào mà muốn uh, ứng cử những chức vụ nghị sĩ dân biểu hay là tổng thống phó tổng thống hay là bất cứ một cái chức vụ gì trong cái hệ thống chính quyền dân sự cũng như là dân sự của nước mỹ đó là um, nếu như những người đó đã từng tham dự vào những cái hành động insurrection tức là nổi loạn rebellion là là cũng là hình thức nổi loạn chống lại với cái chính quyền và tiếp tay với những kẻ thù cho nên theo cái định nghĩa đó thì và cái điều này nó cũng đã được áp dụng từ lâu lắm rồi từ khoảng mà thời để đề đề sau cuộc nội chiến đó là những cái người nào mà Tham dự vào cái hành động chống lại chính quyền đương thời đó Thì có thể bị xét xử đó là không có được nắm giữ những chức vụ đó nữa, nữa Không có được ra tranh cửa nữa Thì trong thời gian qua đó nhiều người cũng muốn dựa trên cái điều khoản này Để đưa ra đòi hỏi một số uh, những cái tay mà đã từng tham dự vào cái cuộc uh, biến loạn hay là tiếp tay với những cái thành phần bạo loạn trong ngày hôm đó đó uh, để mà đừng cho những tay đó ra tranh cử nữa chẳng hạn như là cái tay uh, uh, uh. Uh, dân biểu là uh, liên bang medicine cotton ở tiểu bang North Carolina, các anh chàng trẻ 25, 26 tuổi mà ngồi xe lăn đó rất là là cuồng trung rất là bừa thì anh chàng này cũng là ủng hộ cái đám bạo loạn như vậy hoặc là uh, bà Marjorie Taylor Green ở tiểu bang Georgia đó thì những người đó cũng đã bị một số người dân nộp đơn dân sự kiện nói rằng là đừng cho mấy người đó được quyền ra tái tranh cử nó tại vì họ vi phạm vào cái tu chính án số 14 thì tất cả những cái đơn kiện đó đó thì đều uh, thất bại hết trong trường hợp Marjorie Taylor Green đó thì chị này có ra tòa để mà khai và um, khi mà khai như vậy thì phán quyết của tòa đó nói rằng là mặc dù là chị này ủng hộ uh, cho cái thành phần mà gọi là chống đối như vậy nhưng mà chị ta đó không có tham dự vào cái đám đông tấn công vào tòa nhà uh, Quốc hội tại vì chị ta là dân biểu chị ta được quyền ở trong đó uh, cho nên chị ta không có phạm gì hết. Còn những người khác đó thì là không có được việc bước sang đó nhưng mà họ đã tự động vào cho nên họ đã bị truy tố ra tòa. Cho đến nay đó là khoảng hơn 850 người đã bị truy tố ra tòa ít nhất là trên khoảng 300 350 người đã, đã bị lãnh án, lãnh án uh, nhẹ, lãnh án nặng vài tuần, vài tháng, có người hai người lãnh án là 7 năm và 4 tháng và một người nặng nhất là 10 năm tù là cái tay đó là một uh, cụ cảnh sát viên ở New York. Cho nên tất cả những cái người mà gọi là vi phạm và luật pháp đó là phải trả giá cho cái hành động sai trái của mình là sau một thời gian dài kéo dài và thu thập những hồ sơ đó là tất cả đều được đưa ra tòa có nhiều người đó đồng ý xử về quan tòa nó cho cái hình phạt nhanh chóng có nhiều người đồng ý nhận tội theo cái thỏa thuận với bên công tố nói rằng là anh nhận tội đi thì tôi sẽ xử phạt cho anh nhẹ có nhiều người ngoan cố nói rằng không không có nhận tội ra uh, tranh uh, uh, tại tòa để cho bộ thẩm đoàn xét xử tất cả bộ thẩm đoàn đều đi đến cái phán quyết đồng thanh 12 người kết tội và những người đó là những người mà lãnh án tù rất là nặng 3 năm, 4 năm, 7 năm và cái người kia là 10 năm mấy. Thì bây giờ đã đến lúc những người khác những viên chức chính quyền như là cái anh chàng Kuwait Griffin này ở Otero County ở New Mexico đó. Tuy anh là một viên chức uh, của trong cái hội đồng tỉnh, tức là trong cái chính quyền uh, tỉnh hạt Otero County đó, nhưng mà anh vi phạm vào cái điều đó đó và anh uh, phải bị xử coi như là loại ra khỏi uh, chính quyền dĩ nhiên là anh ta sẽ nộp đơn kháng cáo ờ, anh nói là anh nộp đơn kháng cáo chúng ta không biết hay không tại vì cái 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 chức vụ của anh ta đó là đến cuối năm này thì mãn nhiệm nhưng mà anh nói rằng là anh muốn ghi tên để mà ra tranh cử cho cái chức vụ sheriff tức là cảnh sát trưởng của Nero County trong tương lai nhưng chúng ta chưa biết là cái việc này nó như thế nào cái quan trọng đó là cái câu hỏi đặt ra sau khi những cái tay mà tham dự cuộc biến loạn này sau cái thời gian mà điều tra nghiên cứu đưa ra tòa xét xử đi đến cái phán quyết là bị xử tội như vậy thì bây giờ đến những viên chức chính quyền bắt đầu từ là cái tên Onero um, cái tên mà cuối Griffin này đó là commissioner của một cái county ở New Mexico là sự hình phạt đó thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như cái điều này nó được áp dụng đó thì dần dần sẽ có nhiều cái viên chức chính quyền khác một vài kể cả như một vài tây dinh biểu nghị sĩ liên bang coi như là tiếp tay với cái bọn phiến loạn đó đó là sau này sẽ bị lôi ra ánh sáng để mà xét xử, và có thể là sẽ bị uh, xử tội. Rồi thứ hai nữa đó là nếu như là phe Dân Chủ họ còn uh, giành lại được cái quyền đa số tại quốc hội trong cái cuộc bầu cử sắp tới đó, thì có rất nhiều những ứng cử viên hiện nay của phe Cộng Hòa thuộc cái thành phần mà gọi là cuồng Trump cũng tham dự vào cái ngày 6 tháng Giêng đó. Nếu như những người đó đắc cử đó thì quốc hội dưới phe dân chủ làm đa số họ có quyền đặt cái câu hỏi rằng là những người này có xứng đáng được nhận những chức vụ đó hay không dựa theo cái tu chính án số 14 và những cái vụ tranh cãi như vậy nó có thể nó sẽ kéo lên đến tuổi cao pháp viện để mà đưa ra cái phán quyết như thế nào và cái câu hỏi quan trọng đó là trong số những người mà chủ động như vậy đó cái tên đầu sỏ cái người mà nặng nhất đó là Donald Trump đó có xứng đáng bị đem ra xét xử để nói rằng là những người như Donald Trump đó không thể nào được ra tranh cử bất cứ cái chức vụ nào, không thể nào giữ được một cái chức vụ nào dù là ở cấp uh, tiểu bang hay là cấp liên bang do bởi vi phạm vào cái điều khoản uh, số 3 của cái tu chiến án số 14. Đó là một cái điều mà chúng ta đang, mọi người đang chờ đợi. Như chúng tôi nói, cái thủ tục tại Hoa Kỳ đôi khi nó mất rất nhiều thời gian cho nên những người nào không có am tường đó thì họ hay có thể là uh, sốt sure ruột. Họ nói rằng là một người làm sai trái nhưng thung như vậy đó mà cứ ngồi nghiễm uh, nhiên uh, uh ngồi ở trên bình chân như vậy, trong khi những tên cắt ké khác tham dự biểu tình đó đã thi nhau vào nhà tù hết thì nó hơi bất công vân vân. Quý vị chịu khó đi, tại vì cái thủ tục của nước Mỹ đó nó mất nhiều thời gian là vì như vậy. Nhưng mà cái bộ máy công lý đó, bộ máy công lý nó vẫn tiến hành như thường. Xin trở lại với anh Nam ạ. À. Thưa quý vị, có lẽ có bản tin vào hôm nay của bạn tôi, Mai Lòng Nguyễn Tuấn hơi dài. Chúng tôi có lẽ tạm dừng lại ở đây anh nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào cuối tuần này với những bản tin tức khác cũng rất là nóng hổi. Đặc biệt là nếu có lúc đó mà có cái tang lễ của bà Elizabeth đệ nhị, nữ hoàng nữ anh. Elizabeth đệ nhị. Hiện nay chúng tôi sẽ có dành nhiều thời gian hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và cảm ơn mai long nguyễn tuấn chúc một đêm tết sát mình khỏe thưa. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Xin hẹn uh, chào tái ngộ uh, cùng với anh nam và anh mùi trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào. Dạ, yeah, thưa các, cảm ơn anh. Dạ. Yeah.